Xin chào quý vị khán giả thân yêu của bản tin dự báo thời tiết VTV. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào quý vị khán giả đầu tiên ạ. Xin chào quý vị khán giả thân yêu, chúng ta lại quay trở lại với bản tin livestream trên fanpage của dự báo thời tiết VTV. Tối ngày hôm nay Hà Linh rất vui khi sẽ đồng hành cùng quý vị trong ít phút sắp tới ạ. Xin chào tất cả mọi người. Quý vị chúng ta đã đi làm về hết chưa ạ? Xin chào bạn Đỗ Thế Huy ạ. Chào bạn Tuấn Việt. Chào bạn Phú Thiên ạ. Ngày mai đã là ngày thứ bảy cuối tuần rồi, chúng ta chỉ còn làm việc nốt ngày hôm nay thôi là ngày mai được nghỉ ngơi rồi. Không biết là thời tiết ngày mai có thuận lợi và ủng hộ cho mọi người vui chơi cuối tuần không? Thì bây giờ hãy cùng Hà Linh cập nhật nhé. Xin chào bạn Hoàng Anh Thúy ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn Phạm Niêm ạ. Quý vị chúng ta có những thắc mắc gì về tình hình thời tiết cụ thể ở từng tỉnh thành thì có thể đặt ở phần bình luận, một lát nữa Hà Linh sẽ giải đáp nhé. Không biết là ở đây có quý vị khán giả nào chúng ta ở Mường La không ạ? Ngày hôm nay thì Mường La đã nắng nóng kỷ lục, ghi nhận ngày hôm qua là có mức nắng nóng kỷ lục. Tại Mường La, Sơn La thì là tâm nóng của miền Bắc và miền Trung trong đợt này, nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua thì đã ghi nhận được là 43,8 độ, tức là cao hơn nửa độ so với kỷ lục mới được xác lập trước đó một ngày. Đây là mức nhiệt cao nhất từ trước đến nay chưa từng được ghi nhận ở địa phương này. Thời tiết thì quá là khắc nghiệt đối với các bà con của nơi đây. Và ngày trưa nay và trưa ngày hôm nay thì nhiệt độ cũng có dấu hiệu giảm nhẹ rồi, nhưng mà vẫn ở mức cao là 40 độ ạ. Và dự báo là ngày mai ở Mường La thì vẫn có thể xấp xỉ là 41 độ. Còn tại Bắc Cạn, Hòa Bình hay là thủ đô Hà Nội thì sẽ ở mức là 38 độ. Còn các điểm khác thì sẽ phổ biến là từ 34 đến 37 độ. Nhìn chung là ngày mai nắng nóng sẽ vẫn xuất hiện ở miền Bắc đấy ạ. Tuy là ngày mai nhiệt độ có giảm nhẹ một chút là bởi vì ngay lúc này là một vùng mây hội tụ ẩm ở vùng núi Bắc Bộ đang mạnh dần lên và nó sẽ gây mưa rải rác trong đêm nay cho các tỉnh ở vùng núi từ Hà Giang này, Tuyên Quang sang đến khu vực phía Tây Bắc Bộ. Lượng mưa thì phổ biến là từ 10 cho đến 30mm và có nơi là trên 50mm ạ. Mưa mát nhưng mà bà con cũng cần lưu ý là những cơn dông này sẽ rất nguy hiểm ạ, có thể kèm theo lốc, sét, gió rất mạnh và cả mưa đá nữa. Còn với Trung Bộ ngày mai thì nắng nóng sẽ vẫn tương tự như ngày hôm nay ạ. Từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt phổ biến đồng loạt là từ 36 đến 38 độ và có nơi thì còn trên 39 độ nữa, nắng nóng đặc biệt gay gắt ạ. Còn với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên thì thấp hơn một chút, trong khoảng là từ 35 đến 37 độ. Trong khi đó thì tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng như là hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận ở Trung Bộ, dự báo chiều mai sẽ vẫn tiếp tục có những cơn mưa dông do là gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh. Lượng mưa thì phổ biến là từ 10 cho đến 30mm và có nơi trên 50mm. Trong mưa dông thì quý vị cần đề phòng với khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh ạ. Như vậy nhìn chung là ngày mai miền Bắc và miền Trung sẽ vẫn có nắng nóng gay gắt. Còn với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì chiều mai sẽ vẫn có mưa dông ạ. Giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thời tiết cụ thể ở từng tỉnh thành sẽ như thế nào nhé. Linh sẽ cùng xem phần bình luận của quý vị, xem quý vị hỏi ở những nơi nào. Tuần sau miền Bắc mưa thật ạ. Mưa ở miền Bắc thì chưa có đâu bạn ạ. Chỉ có ở khu vực vùng núi thì đêm nay và ngày mai có thể xuất hiện những cơn mưa dông. Còn với khu vực đồng bằng như là thủ đô Hà Nội thì vẫn sẽ nắng nóng gay gắt đấy ạ, không có mưa đâu. Thanh Hóa thời tiết ngày mai như thế nào? Tại Thanh Hóa thì đêm nay không mưa, ngày mai thì còn nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao nhất ở Thanh Hóa có thể lên đến 38 độ ạ. Nghệ An khi nào mưa? Tạm thời thì ngày mai ở Nghệ An vẫn chưa có mưa đâu bạn ạ. Vẫn còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao là 38 độ ạ.
Bạn Thanh Bình hỏi về thời tiết ở Hải Dương ngày mai được không ạ? Ở Hải Dương thì đêm nay trời không mưa này, ngày mai thì vẫn còn nắng nóng. Mức nhiệt ở Hải Dương là từ 28 cho đến 36 độ ạ. Một số nơi khác ở khu vực miền Bắc như là tại Sapa thì đêm nay sẽ có lúc có mưa rào và dông. Ban ngày thì trời vẫn có nắng. Nhiệt độ tại Sapa thì cao nhất chỉ khoảng là 27 độ thôi. Với Điện Biên Phủ này, thì đêm nay trời không có mưa, ngày mai thì nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất là 37 độ. Một số nơi khác như là Lai Châu hay là Sơn La thì đêm nay sẽ có lúc có mưa rào và dông. Ngày thì vẫn có nắng với mức nhiệt phổ biến là từ 30 đến 34 độ. Lào Cai thì đêm nay không mưa bạn ạ, ngày mai có nắng nóng gay gắt, mức nhiệt tại Lào Cai là từ 29 cho đến 37 độ. Hòa Bình bao giờ mới có mưa? Hòa Bình thì ngày mai vẫn chưa có mưa đâu bạn ạ, ngày mai ở Hòa Bình vẫn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 38 độ. Ở thủ đô Hà Nội thì có lẽ là phải hết ngày mai thì nắng nóng mới bắt đầu mới dịu dần. Từ ngày Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ giảm xuống còn là 35 độ thôi và sang tuần thì sẽ giảm xuống là còn 33 đến 34 độ, chấm dứt nắng nóng ạ. Phải nốt ngày mai cơ. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ vẫn rất cao ở mức là 38 độ. Quý vị chúng ta nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian là từ 11 giờ cho đến 16 giờ nếu mà không có việc gì phải cần thiết ạ, để tránh gặp tình trạng chúng ta bị say nắng và say nóng. Ngoài ra thì thời tiết nóng bức như thế này thì quý vị chúng ta ở miền Bắc và miền Trung hay thậm chí là cả ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng cần phải uống thật nhiều nước này. Có thể bổ sung thêm vitamin và khoáng chất bằng cách là ăn các loại rau như là rau cải xanh hay là uống nước ép cà chua, lê, táo hay là dưa hấu để bổ sung thêm vitamin và chất khoáng cho cơ thể nhé. Nắng nóng như vậy thì cơ thể sẽ rất dễ là đổ mồ hôi và bị mất nước. Vì vậy đừng quên là uống nước thường xuyên ạ. Bạn Thu Trang hỏi về thời tiết ở Thái Nguyên. Thái Nguyên thì đêm nay có lúc sẽ có mưa rào và dông bạn ạ. Ngày mai thì trời vẫn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở Thái Nguyên là 36 độ. Ở Cao Bằng thì hiện tại là đêm nay sẽ không có mưa, ngày mai thì vẫn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ở Cao Bằng là 37 độ. Bạn Thanh Tùng hỏi Hà Giang đêm nay có mưa không? Bạn ơi, ở Hà Giang đêm nay sẽ có lúc có mưa rào và dông đấy ạ. Ngày mai thì trời vẫn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 35 độ ạ. Cửa Lò có mưa không? Cửa Lò thì sẽ không có mưa đâu bạn ạ. Ngày mai vẫn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ở Cửa Lò là có thể lên tới 38 độ ạ. Thái Bình thì cũng tương tự là đêm nay không mưa và ngày mai nắng nóng ạ. Nhiệt độ cao nhất ở Thái Bình là từ 28 cho tới 35 độ. Sơn La như thế nào? Ở Sơn La thì đêm nay có lúc sẽ có mưa rào và dông đấy bạn ạ. Ngày mai thì trời nắng và nhiệt độ cao nhất ở Sơn La là 34 độ. Hạ Long thì đêm nay cũng sẽ không có mưa và ngày mai có nắng. Mức nhiệt ở Hạ Long là từ 29 cho tới 34 độ. Lạng Sơn ngày mai có mưa không? Lạng Sơn thì ngày mai không có mưa đâu bạn ạ. Tại Lạng Sơn thì vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ở Lạng Sơn là 35 độ. Dịu hơn một chút so với các nơi khác ở khu vực đồng bằng. Tại Hải Phòng thì đêm nay không có mưa và ngày mai có nắng ạ. Nhiệt độ cao nhất ở Hải Phòng là 34 độ. Bạn Bùi Dương hỏi thời tiết Bắc Ninh ngày mai như thế nào? Bạn Bùi Dương ơi, ở Bắc Ninh ngày mai trời sẽ vẫn có nắng nóng ạ. Nhiệt độ tại Bắc Ninh cao nhất là 36 độ.
Với thủ đô Hà Nội thì đêm nay trời không có mưa này, ngày mai thì nắng nóng gay gắt, chiều tối có lúc có thể xuất hiện mưa rào và dông ạ. Mức nhiệt tại thủ đô Hà Nội là từ 30 cho đến tận 38 độ. Trời nắng nóng gay gắt ạ. Quý vị chúng ta nên hạn chế ra ngoài trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều nhé. Bắc Giang ngày mai cao nhất là 37 độ thôi bạn ạ, không lên đến 40 mấy độ đâu. Nhưng mà thực tế thì đấy chỉ là nhiệt độ đo được ở trong lều khí tượng, và ra ngoài trời thì quý vị có thể cảm thấy nóng hơn khoảng một vài độ nữa, do là mặt đường nhựa này có thể bốc hơi và phản ngược lại. Xuống với khu vực Trung Bộ như là tại Đà Nẵng chẳng hạn, Đà Nẵng thì đêm nay tối nay sẽ bắt đầu diễn ra lễ khai mạc lễ hội quốc tế pháo hoa đúng không ạ? Có quý vị nào chúng ta tham dự lễ hội tối nay không ạ? Tối nay thì trời sẽ không có mưa đâu, rất quang đãng và thuận lợi cho lễ khai mạc đấy ạ. Ngày mai thì tại Đà Nẵng cũng sẽ không có mưa, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ở Đà Nẵng là 37 độ. Một số nơi khác như là Quy Nhơn hay là Tuy Hòa thì đều chung trạng thái là đêm nay không mưa và ngày thì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 36 độ. Nha Trang hay là Phan Thiết thì sẽ dịu hơn một chút, chung trạng thái là ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất ở Nha Trang là 33 độ, Phan Thiết thì sẽ mát hơn, cao nhất chỉ là 31 độ thôi. Chiều tối và đêm thì quý vị cần lưu ý là sẽ có lúc có mưa rào và dông ạ. Khu vực Tây Nguyên thì chiều tối mai quý vị cần đề phòng với mưa rào và dông có thể xuất hiện, nhiệt độ thì phổ biến là từ 28 cho tới 31 độ. Đó là ở khu vực miền Bắc và miền Trung, vậy còn xuống tới phía Nam thì như thế nào? Ở ngày mai thì nhìn chung là vẫn sẽ có nắng nóng ở một số nơi ở khu vực Đông Nam Bộ và cả Tây Nam Bộ nữa. Tuy vậy thì nhiệt độ cũng sẽ không quá là 36 độ, cao nhất chỉ có Biên Hòa là 36 độ thôi ạ. Về chiều tối thì ở những nơi này có thể xuất hiện mưa rào và dông, quý vị cần đề phòng với các hiện tượng nguy hiểm như là lốc, sét, mưa đá hay là gió giật mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh thì đêm nay sẽ có lúc có mưa rào và dông ở một vài nơi, về chiều tối mai thì cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh cao nhất là 34 độ ạ. Hà Nội mai có mưa bất chợt không? Hà Nội thì chiều tối mai có thể xuất hiện mưa rào và dông thôi bạn ạ. Còn ban ngày thì trời vẫn nắng nóng gay gắt. Cần Thơ thì cũng sẽ chung trạng thái là đêm nay có mưa rào và dông ở một vài nơi, về chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ ở Cần Thơ trong khoảng là từ 26 đến 33 độ. Châu Đốc thì vẫn sẽ có nắng nóng 35 độ đấy ạ. Còn về chiều tối thì có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Cà Mau thì đêm nay có mưa rào và dông ở một vài nơi, trưa chiều mai cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác và có nơi thì mưa vừa mưa to đấy ạ. Mức nhiệt tại Cà Mau trong khoảng là từ 27 đến 33 độ ạ. Nam Định thế nào? Nam Định thì ngày mai vẫn còn nắng nóng gay gắt đấy bạn ạ. Mức nhiệt tại Nam Định cao nhất có thể lên tới 37 độ. Đêm nay thì ở Nam Định không có mưa đâu. Thanh Hóa thì ngày mai vẫn chưa dịu nóng đâu bạn ạ. Ngày mai ở Thanh Hóa nhiệt độ vẫn cao 38 độ. Và chắc phải từ ngày mùng 4 tháng 6 thì các khu vực ở miền Trung bắt đầu mới dịu dần và bớt nóng ạ. Còn ngày mai thì nhìn chung là tất cả các nơi nhiệt độ vẫn sẽ cao ạ. Bắc Cạn có mưa không? Ở Bắc Cạn thì đêm nay sẽ có lúc có mưa rào và dông đấy ạ. Ngày mai thì trời vẫn nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 38 độ. Ninh Bình thì hiện tại là ngày mai chưa có mưa đâu bạn ạ. Ngày mai vẫn nắng nóng gay gắt với mức nhiệt là 37 độ ạ.
Và như vậy là ngày mai ở miền Bắc và miền Trung trời sẽ vẫn còn nắng nóng gay gắt. Còn với Tây Nguyên và Nam Bộ thì quý vị của chúng ta cần đề phòng là chiều tối khi mà chúng ta đi chơi hay là ra ngoài về cần lưu ý với những cơn dông. Trong cơn dông thì có thể xuất hiện các hiện tượng nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá hay là gió giật mạnh. Vì vậy mà khi có cơn dông kéo tới thì quý vị chúng ta nên tìm nơi tránh trú an toàn và tránh trường hợp là chúng ta di chuyển nhé. Giờ đây chúc mọi người sẽ có một buổi tối cuối tuần thật là nhiều niềm vui, sẵn sàng cho ngày mai, ngày thứ bảy cuối tuần và có thật nhiều kế hoạch vui chơi hợp lý nhé. Giờ đây xin chào tất cả mọi người ạ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Linh trong ít phút vừa qua. Xin chào.